Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 187. Chương 1861, Minh Vương 2. Hiệp hội Mỹ Thần có một nhiệm vụ muốn mời ngài hỗ trợ, trong điện thoại, không tiện nói. Annie hạ giọng. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, nói, 2 giờ chiều, tôi đến cao ốc quốc tế một chuyến. Được, Annie nói. Kết thúc điện thoại, Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính, đăng nhập hòm thư. Có một mail chưa đọc, người gửi là Hoàng Thái Cực. Danh sách đạo cụ song tu đã đến. Tổng cộng 4 món đạo cụ song tu, Hoàng Thái Cực 100% phục hồi lại cách thức tin tức vật phẩm của Linh Cảnh. Tên, bình sứ ngự nữ loại hình, đồ sứ công năng, song tu giới thiệu, thời kỳ thượng cổ, một vị phương sĩ si mê song tu chi đạo. Vì đạt được đan dược song tu lấy không hết dùng không cạn, bỏ 30 năm công phu, luyện chế một món đồ sứ có thể tự sinh thành đan dược song tu, gọi là bình sứ ngự nữ. Ghi chú 1, bình sứ mỗi ngày sản sinh một viên ngự nữ đan, trong lúc dược lực có hiệu lực ngự nữ song tu, có thể giúp tăng tu vi, dương tinh rót vào nữ thể, có thể giúp tăng tu vi của nữ. Ghi chú 2, rời khỏi ta, ngươi chính là Nguyễn Tiểu Nhị. Ghi chú 3, ngự nữ 3000, càng nhiều càng tốt. Tên, âm dương hợp hoan khâm. Loại hình, hàng dệt. Công năng, song tu. Giới thiệu, thu thập tơ tằm sám ngâm ở trong địa mạch 30 năm, nạp thổ linh lực, sau đó đặt ở đỉnh Thái Sơn 3 năm. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, phun ra nuốt vào âm dương khí, kèm theo nhiều loại thiên tài địa bảo luyện chế thành. Ở trong chăn hợp hoan, có thể giúp tăng tu vi. Ghi chú 1, chỗ thiếu hụt lớn nhất của nó chính là tư thế cùng sân bãi chịu hạn chế. Tên, áo thuần dương loại hình, đồ dùng tình thú công năng, song tu giới thiệu, nó lấy bong bóng cá của cự thú biển sâu cá ngàn mắt chế tác. Cá này có được năng lực sinh sản cường đại, máu thịt nó là thần dược tráng dương cực phẩm. Một vị ôn thần vì chữa khỏi bệnh không tiện, nói ra của thân thể, lặn xuống biển sâu săn giết một con cá ngàn mắt. Cũng sử dụng máu cá cùng thịt cá ngâm 7-7-49 ngày, lại ủy thác sơn thần ôn dưỡng 3 năm, áo thuần dương từ đó sinh ra. Ghi chú 1, thời gian hợp hoan ít hơn 2 giờ, ta sẽ không đáp ứng. Ghi chú 2, đã mặc quần áo lao động, hy sinh chút cảm giác lanh lẹ là không thể tránh khỏi. Tên, vòng nam châm lưỡng nghi loại hình, vũ khí công năng, song tu, lòng có linh tê giới thiệu, vòng tròn 2 khối nam châm sinh ra ở địa mạch chế tạo thành, phương thức đeo, đeo ở gốc đùi, nam trái nữ phải. Sau khi đeo không thể tháo xuống, khi hợp hoan có thể giúp tăng tu vi, cũng có thể khiến nam nữ hai bên sinh ra tâm linh cảm ứng. Ghi chú, nam châm chỉ có 2 khối, một đời một kiếp một đôi người. Trừ thuộc tính vật phẩm, Hoàng Thái Cực còn rất quan tâm gửi hình ảnh. Bình sứ ngự nữ chính là một bình thuốc nhỏ màu xám đất, to bằng bàn tay, âm dương hợp hoan khâm là chăn tơ lụa màu vàng đất, hoa văn huyền ảo phức tạp. Cái gọi là áo thuần dương là bao cao su bong bóng cá người cổ đại dùng, trong ảnh chụp mềm nhũn, lỏng lẻo, như là bị người ta tuần hoàn lợi dụng vô số lần. Vòng nam châm lưỡng nghi là 2 cái vòng tròn màu đen, dưới ảnh chụp ghi chú, có thể căn cứ kích cỡ đùi người đeo biến hóa kích thước. Bình sứ ngự nữ ít giá 8 triệu, âm dương hợp hoan khâm ít giá 11 triệu, áo thuần dương ít giá 6 triệu, vòng nam châm lưỡng nghi ít giá 23 triệu. Song tu là kỹ năng giai đoạn thánh giả, bởi vậy đạo cụ này đều là phẩm chất thánh giả, hơn nữa đạo cụ công năng song tu số lượng thưa thớt. Ít giá chưa nói là bán phá giá nhảy lầu, nhưng tuyệt đối là giá hữu nghị chiết khấu rất lớn. Không những không kiếm tiền, ngược lại là nửa bán nửa tặng. Hoàng Thái Cực quả thật rất giảng nghĩa khí. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút. Đầu tiên loại bỏ áo thuần dương, thứ đồ chơi này không biết bị bao nhiêu người dùng qua, cho dù Hoàng Thái Cực chưa từng dùng, nhưng căn cứ giới thiệu vật phẩm, năm đó người luyện chế nó khẳng định từng dùng. Hơn nữa trả giá có chút lớn, cảm giác thể nghiệm vui vẻ sẽ giảm bớt. Chẳng qua một cái trả giá khác trái lại rất mê người, nó có thể khiến người sử dụng độ kéo dài đạt tới 2 giờ. Nhưng công năng trùng lập với bình xịt kẻ kiên trì. Với lại, Trương Nguyên Thanh không để ý độ kéo dài, tuy hắn lúc trạng thái tốt nhất cũng mới nửa giờ, nhưng thần dạ du sức khôi phục cực kỳ đáng sợ, hắn có thể liên tục vài lần nửa giờ. Ma quân sử dụng bình xịt kẻ kiên trì, có thể là một lần một đêm, nhưng thiên tôn lão gia hắn có thể 7 lần một đêm, làm tròn, mọi người không khác nhau mấy.
Tiếp theo bài trừ bình sứ ngự nữ. Luận độ tiện lợi mà nói, bình sứ ngự nữ hiển nhiên hoàn toàn xứng đáng số 1, khi cần làm một viên, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, cực kỳ thuận tiện. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1862, Minh Vương Bà. Nhưng trả giá của nó rất không hữu hảo. Một ngày chỉ sản xuất một viên, một ngày chỉ có thể song tu nửa giờ, hiệu suất quá thấp. 2. Thứ này cắn lâu, tương lai không có nó liền thành Nguyễn Tiểu Nhị. Phương thức tốt nhất đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải giết hắn, mà là cướp đi bình sứ của hắn, liền có thể làm hắn thống khổ, mất đi hy vọng sống. 3. Sẽ biến thành ma quân loại ngựa giống nhìn thấy mỹ nữ liền ngủ đó. Cuối cùng bài trừ vòng nam châm lưỡng nghi, lý do của Trương Nguyên Thanh là quá đắt, tuyệt đối không phải đặc tính một đời một kiếp một đôi người của nó. Đương nhiên, nếu để Quan Nhã biết, khẳng định sẽ dùng kiếm ép hắn mua cái này. Trương Nguyên Thanh yên lặng, xóa mail, cũng cầm lấy điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Hoàng Thái Cực, nghĩa phụ, con chọn chân âm dương hợp hoan. Đạo cụ này trả giá là nhẹ nhất, đơn giản là khiến Quan Nhã về sau chỉ có thể nằm úp sấp, nghiêng, không có cách nào ngồi ở trên bàn, vểnh mông, cùng với treo ở trong phòng tắm. Không đợi Hoàng Thái Cực trả lời, hắn lại gửi tin nhắn, nhưng tiền mặt tôi không đủ, hai phương án, một, dùng một món đạo cụ giá trị tương đương trao đổi. Hai, nợ trước, trong một tháng kết toán tiền cho anh. 10 triệu tiền mặt hắn vẫn lấy ra được, nhưng sẽ trở nên tương đối túng quẫn. Cũng may ngày hôm qua sau khi tán gẫu xong, Phó Thanh Dương quyết định thi hành kế hoạch cơ quan vũ khí thông dụng. Đến lúc đó sẽ có phần trăm thu nhập cuồn cuộn không ngừng. Hoàng Thái Cực trả lời, trao đổi đạo cụ. Làm thương nhân bất động sản lớn nhất trong nước, không thiếu nhất chính là tiền. Đối với Linh Cảnh Hành Giả mà nói, tài liệu cùng đạo cụ mới là đồng tiền mạnh. Không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh lập tức mang tin tức bao tay thú vương gửi cho đối phương, sau đó hỏi, vậy tôi hôm nay đến Kinh Thành một chuyến. Hoàng Thái Cực, tôi sẽ bảo trợ lý mang theo đạo cụ đến Tùng Hải một chuyến, cậu mang vòng tay cùng tức nhưỡng cho hắn là được. Trương Nguyên Thanh phát ra một chuỗi động tác ok. Nếu Kinh Thành tới, phải ngồi máy bay 4 giờ, cho nên Trương Nguyên Thanh tính đi gặp Annie một chút, xem Hiệp hội Mỹ Thần sắp xếp nhiệm vụ gì cho hắn. Làm hội viên ngoại vi Hiệp hội Mỹ Thần, Trương Nguyên Thanh được hưởng cơ hội mua đạo cụ, tình báo, tuyên bố treo thưởng cùng với thông qua Hiệp hội Mỹ Thần làm trung gian, quen biết một ít nhân vật lớn. Nghe nói còn có phúc lợi mở ngân bát. Tuy hắn chưa bao giờ sử dụng quyền lực này, nhưng về sau có lẽ có thể sử dụng đến. Giải thích ngân bát có thể hiểu đại khái là party người lớn. Hết giải thích. Cho nên Hiệp hội Mỹ Thần con đường này phải duy trì tốt. Trương Nguyên Thanh lập tức gọi điện cho Annie, nói cho cô mình bây giờ có thời gian rảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến cao ốc quốc tế. Nào ngờ Annie gửi cho hắn một cái địa chỉ cư trú, hẹn hắn ở nơi đó gặp mặt. Nửa giờ sau, một chiếc BMW kép màu trắng đến mục tiêu. Nữ vương đeo kính râm hạ cửa kính xe, thò đầu nhìn về phía nơi ở xa hoa, hoa một tiếng, lão gia, cậu có bạn ở nơi này sao? Tôi lần trước từng tới nơi này xem phòng, 1m² giá 200.000, có thể trực tiếp nhìn thấy Tùng Giang, phong cảnh rất tuyệt. Cô tới nơi này xem nhà làm cái gì? Trương Nguyên Thanh vừa gửi tin nhắn cho Annie, vừa nói, vịnh phó gia chúng ta ở so với nơi này càng đắt hơn. Biệt thự nội thành cũng không phải là căn hộ view sông nào có thể so sánh. Mặt khác lão gia là cái quỷ gì, cô vẫn gọi tôi là đội trưởng đi. Phụ nữ đều thích loại căn hộ diện tích lớn phong cảnh tốt này mà, thiên tôn lão gia khi nào mua nhà cho tiểu nữ tử. Nữ vương vứt cho hắn một cái nháy mắt. Tạ Linh Hy bên cạnh bật cười một tiếng, ca ca, chị ấy muốn làm thiếp cho anh đấy, mua nhà nơi này là được rồi, ám chỉ rất rõ ràng nha. Hừ, phụ nữ mê vật chất, không giống em, chỉ cần ca ca thích em, cho dù cùng ca ca uống gió Tây Bắc, cũng rất ngọt ngào. Nữ vương phi một tiếng, trong nhà em có tiền, em đương nhiên không vật chất. Lúc này, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Annie trả lời tin nhắn, tôi ở căn 1202 tòa 3. Hắn buông điện thoại di động xuống, liếc nữ vương thầm chứa sự chờ mong một cái, Quan Nhã đồng ý, tôi không có ý kiến. Hai người ở chỗ này chờ, tôi hẳn là rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, như làm màu búng ngón tay, hóa thành ánh sao mộng ảo biến mất ở trong thùng xe. Trong căn hộ 1202,
Phòng khách, ánh sao lấp lánh mộng ảo dâng lên, Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sao xuất hiện, ánh mắt đảo qua, liền thấy Annie ghé vào bên ban công đón ánh nắng, nhìn quét qua bên ngoài tiểu khu. Ở khoảnh khắc hắn xuất hiện, người đẹp tóc vàng mắt xanh này liền có cảm ứng, xoay người nhìn, khuôn mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười vui sướng. Cậu rất lâu chưa tới gặp tôi rồi. Annie lặng lẽ giấu đi sự vui sướng, lộ ra một phần u oán ta thấy còn thương. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1863, Minh Vương 4. Cô mặc bộ đồ công sở tinh xảo, váy ống, áo vest nhỏ phối hợp sơ mi trắng cùng tất chân đen. Trang phục công sở nữ cũng chia loại hình, nữ cường nhân, nữ lãnh đạo mặc bình thường là quần dài, âu phục cũng càng thêm chính thức. Phụ trách công tác tiếp đãi, làm thư ký, trợ lý thì mặc váy ống cùng âu phục thiên về tinh xảo, làm nổi bật lên thuộc tính bình hoa. Đã nói không sử dụng mị hoặc đối với tôi. Trương Nguyên Thanh ngồi vào sofa một người, coca lạnh, cảm ơn. Andy liền ân cần dâng cho hắn coca lạnh, lúc này nên nhân tiện ngồi xuống trên đùi hắn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt chéo chân, khiến mưu đồ của cô chưa thể thành công. Nói chuyện chính đi. Trương Nguyên Thanh chỉ sofa đối diện. Annie lập tức thu liễm nét quyến rũ cùng nụ cười, tiến vào trạng thái làm việc công. Tổng bộ hiệp hội hy vọng cậu có thể hỗ trợ bắt một tên tội phạm truy nã, hơn nữa phải bí mật bắt, đừng kinh động tổng bộ quan phương. Cô cầm lên một tập tư liệu trên bàn trà, đây là tin tức tên tội phạm truy nã đó. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng phun ra một ngụm thái âm lực, triệu hồi ra quỷ tân nương. Quỷ tân nương hô tiếng phu quân, sau đó dâng tư liệu lên. Tất cả cái này ở trong mắt Annie, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn phun ra một ngụm âm khí, tư liệu liền tự bay vào trong tay hắn, cường đại hơn nữa ngầu. Trương, Nguyên Thanh chăm chú đọc tư liệu, Annie rất hiểu chuyện phiên dịch thành tiếng Trung. Tội phạm truy nã Hiệp hội Mỹ Thần muốn bắt, ID linh cảnh là Minh Vương, Thâm Uyên Hành Giả, cấp 6. Thâm Uyên Hành Giả là xưng hô nghề nghiệp vĩnh dạ sau khi chuyển chức. Minh Vương là thành viên một tổ chức tà ác của nước ngoài tên là Hắc Dạ Chi Mộng, tổ chức này không thể so sánh với Linh Năng Hội. Hư Vô giáo phái loại quái vật lớn này là một tổ chức dân gian cực có thực lực, hoạt động ở châu Âu. Đại khái 2 năm trước, tổ chức này bị diệt, thủ lĩnh bị tổ chức thiên phạt tiễn về linh cảnh, Minh Vương làm nòng cốt quan trọng bắt đầu hành trình đào vong dài đằng đẵng. Mấy năm nay, tổ chức hợp pháp nước ngoài vẫn luôn bí mật truy bắt người này, đại khái là thật sự cùng đường. Minh Vương không lâu trước đó lẻn vào Trung Quốc. Ngũ Hành Minh và tổ chức thiên phạt không có điều ước dẫn độ, thành viên tổ chức thiên phạt ở Trung Quốc không có quyền trú đóng thế lực, chấp pháp. Cho nên địa bàn của Ngũ Hành Minh ngược lại là an toàn. Nghề nghiệp vĩnh dạ à? Trương Nguyên Thanh tặc lưỡi một tiếng. Cấp 6 mà nói, ở trong phạm vi hắn có thể đối phó, nghĩ đến cũng đúng, nếu là cao thủ cấp chúa tể, Hiệp hội Mỹ Thần cũng sẽ không giao nhiệm vụ cho hắn. Nhưng nghề nghiệp vĩnh dạ làm người ta rất đau đầu, nếu nhớ không lầm, nghề nghiệp vĩnh dạ am hiểu phong ấn, am hiểu ngủ, thần bí giống với huyễn thuật sư của bản thổ, là nghề nghiệp cực kỳ khó bắt. Nhưng chính bởi vì khó bắt, cho nên Minh Vương mới có thể một mực tránh né tổ chức hợp pháp nước ngoài truy bắt. Tôi có thể thử xem, nhưng không bảo đảm thành công, Trương Nguyên Thành nói. Trên mặt Annie nở rộ nụ cười, phần thưởng nhiệm vụ là 6 triệu đô la Mỹ, 160 điểm. Có điểm, ngài mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Giết một thánh giả cấp 6 mới thưởng 6 triệu đô la Mỹ, nếu đổi thành nhân dân tệ, lại khái 40 triệu, có hơi ít, chẳng qua điểm trái lại cho rất nhiều. Trương Nguyên Thanh yên lặng gật đầu. Thông qua Hiệp hội Mỹ Thần tuyên bố nhiệm vụ là cần điểm, party người lớn cũng cần. Lúc tuyên bố treo thưởng, nếu tiền không đủ, có thể thông qua điểm hướng Hiệp hội Mỹ Thần vay không có lãi suất. Khi điểm tích lũy đến mức nhất định, còn có thể từ hội viên ngoại vi thăng cấp thành hội viên Bạch Ngân, mở ra càng nhiều quyền hạn hơn. Nhiệm vụ này tôi nhận, nhưng có cái vấn đề. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, vì sao phải bí mật bắt? Nếu có thể dùng lực lượng của Ngũ Hành Minh, sẽ giảm bớt đi rất nhiều độ khó truy bắt. Andy nhất thời lộ ra vẻ mặt do dự cùng khó xử. Xem ra bên trong còn liên lụy một ít tin tức thú vị, Trương Nguyên Thanh nói. Một thánh giả cấp 6 tất nhiên quan trọng, nhưng không nên khiến tổ chức hợp pháp nước ngoài bám giết không tha như thế. Các thần tướng của binh chủ giáo cũng là cấp 6,
nhưng thái độ của Ngũ Hành Minh đối với bọn họ là có thể bắt thì bắt, không thể bắt thì thôi. Chỉ cần không gây ra sự kiện khủng bố trọng đại, quan phương sẽ không nhằm vào kẻ nghề nghiệp tà ác nào đó mà liều mạng. Cái này, Ani lộ vẻ mặt khó xử, do dự một lát, cắn răng nói, hiệp hội không có quy định không cho phép tiết lộ tình báo. Tôi có thể nói cho cậu, nhưng việc này liên quan đến một bí ẩn, ngài phải cam đoan không tiết lộ ra ngoài. Tôi rất kín miệng, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài cho bất luận kẻ nào. Trương Nguyên Thanh đưa ra hứa hẹn. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1864, Giáo hội hơn 100 năm trước 1. Ani nhận được hứa hẹn gật gật đầu, nâng ly nước lên nhấp một ngụm, mới nói, đại khu thứ nhất cùng đại khu thứ hai thời gian mở ra là khác nhau, đại khu thứ nhất thời gian cụ thể là năm 1882, sớm hơn đại khu thứ hai 30 năm. Tuy không biết Ani vì sao đề cập những thứ này, nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn phối hợp gật gật đầu, năm 1882, trong lúc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Cách nói đại khu thứ nhất cùng đại khu thứ hai chính là căn cứ thời gian mở ra để quyết định. Ani nói, 30 năm thời gian cũng đủ sinh ra một đám linh cảnh hành giả cường đại cùng với một tổ chức cường đại đến mức khó tưởng tượng. Lúc ấy tổ chức linh cảnh hành giả cường đại nhất trên thế giới là Giáo hội châu Âu. Giáo hội, Trương Nguyên Thanh thẳng lưng, vẻ mặt từ tản mạn chuyển đổi đến nghiêm túc. Hắn chưa từng nghe nói giáo hội. Đúng, giáo hội. Ani khẽ gật đầu, lúc ấy một đám nghề nghiệp hợp pháp cường đại nhất hầu như đều là thành viên giáo hội, mà giáo hoàng thủ lĩnh của bọn họ là vị bán thần đầu tiên của toàn thế giới. Đó là một niên đại các anh hào tập hợp, cũng là niên đại giáo hội thống trị toàn bộ thế giới linh cảnh hành giả. Tổ chức tà ác chỉ có thể lăn lộn xã hội đen, trốn ở nông trường, ở giai tầng công nhân phát triển thế lực của mình, xã hội thượng lưu bọn họ không thể nào nhúng tay. Bởi vì giáo hội ép bọn họ thở không nổi, nghề nghiệp hợp pháp không muốn bị giáo hội thống trị, chỉ có thể làm thợ săn tiền thưởng, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ của giáo hội. Giáo hội sở dĩ cường đại là bởi vì bọn họ có truyền thừa của siêu năng lực giả cổ đại hoàn chỉnh. Ở thời Trung Cổ tối tăm, những người tu hành giáo hội săn giết vu nữ, người sói, quỷ hút máu, sáng tạo một rồi lại một truyền thuyết. Câu chuyện bọn họ truyền lưu ở dân gian, bị người ta viết thành sách, cuối cùng diễn biến thành đồng thoại. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới mũ đỏ nhỏ, không gian bên trong mũ gian nhà gỗ đó, bên trong ghi lại một câu chuyện hắc ám. Trong câu chuyện đề cập con gái chủ nhân nhà, gỗ bị người sói bắt đi, sinh ra một bé gái, cô gái mang theo con của người sói chạy trốn, hướng linh mục xin giúp đỡ. Linh mục giết chết người sói, cũng chế tạo ra mũ đỏ nhỏ dùng để phong ấn huyết thống người sói của cô gái. Câu chuyện mũ đỏ nhỏ vừa vặn nghiệm chứng lẫn nhau với ý kiến của Ani. Tuy về sau siêu năng lực giả mai danh ẩn tích, nhưng truyền thừa của giáo hội vẫn luôn còn, sự tích về siêu năng lực giả cổ đại. Bị viết thành điển tịch bảo tồn ở trong lầu các của giáo hội, chỉ có các đời giáo hoàng cùng cao tầng khác tìm đọc. Sau khi linh cảnh hành giả sinh ra, giáo hội dẫn đầu phản ứng lại, không có bất cứ chướng ngại tâm lý gì tiếp nhận sự tồn tại của linh cảnh. Cũng nhanh chóng bồi dưỡng tinh nhuệ, chiêu nạp nhân tài. Ở trước khi tổ chức linh cảnh hành giả dân gian thành hình, giáo hội đã dẫn trước xa xa. Nói tới đây, Ani tạm dừng một phen, vẻ mặt có chút ngưng trọng, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, 30 năm sau, một trận chiến bắt đầu. Chiến tranh quấy rối bố cục của thế giới, cũng khiến trật tự giữa linh cảnh hành giả phá tan, linh cảnh hành giả của các quốc gia châu Âu có dự mưu có tổ chức tập kết lại. Nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp liên thủ vây công giáo hội, đồng thời trong giáo hội cũng xuất hiện thế lực phản loạn. Một năm đó, đại khu thứ hai vừa mới mở ra. Chiến tranh thế giới thứ nhất đánh 4 năm, đánh sập ý chí của Đức, cũng đánh sập giáo hội. Sau đó, thiên phạt, công hội thương nhân, hiệp hội mỹ thần, giáo hội hải thần. Các tổ chức hợp pháp nổi tiếng ngày nay này mới lục tục sinh ra, dùng ngạn ngữ của các người để nói, nhất kình lạc vạn vật sinh. Giải thích câu nhất kình lạc vạn vật sinh nghĩa là khi một con cá voi chết đi sẽ có một quần thể sinh vật dựa vào đó mà sinh trưởng, sinh sôi. Hết giải thích, Trương Nguyên Thanh nghe xong, tiêu hóa hồi, lâu, hỏi, nhưng cái đó và Minh Vương có quan hệ gì? Ani nói, đoạn lịch sử đó giáo hội diệt vong, ở trong bất cứ điển tịch nào cũng không tìm thấy,
tổ chức hợp pháp cùng tổ chức tà ác đều không tìm thấy. Đoạn chuyện cũ đó bị cố ý giấu đi, cho dù là tôi thân là thánh giả, cũng chỉ từng nghe nói giáo hội. Rất hiển nhiên, trong đó cất giấu bí mật không muốn ai biết. Nói lời thừa, chuyện này không cần là Nguyên Phương cũng biết không đơn giản. Trương Nguyên Thanh suy đoán nói, cho nên, Minh Vương kia biết. Ani gật gật đầu, giáo hội bị diệt hơn 110 năm, linh cảnh hành giả tham dự náo động năm đó cũng chết gần hết rồi, còn lại đều đang ở địa vị cao. Thủ lĩnh Hắc Dạ Chi Mộng, tổ chức chỗ Minh Vương năm đó từng tham dự tràng náo động kia, lúc ấy hắn hẳn vẫn là tiểu nhân vật mới ra đời. Vài năm trước, tổ chức thiên phạt bởi vì một vụ án diệt môn triển khai điều tra đối với Hắc Dạ Chi Mộng. Trong lúc vô ý phát hiện một ít manh mối tương quan với giáo hội, sau đó mở lại truy tìm đối với chuyện cũ này. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1865, Giáo hội hơn 100 năm trước 2. Các tổ chức hợp pháp lớn xuất động tinh nhuệ truy bắt thủ lĩnh Hắc Dạ Chi Mộng, nhưng vị thủ lĩnh này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trả giá bằng tính mạng. Cao tầng Hắc Dạ Chi Mộng cũng lần lượt chết trận, chỉ có Minh Vương còn sống, cũng thành công chạy thoát bao vây, trốn đến nay. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, đưa ra hai vấn đề. Một, các người xác định Minh Vương biết những chuyện cũ đó. Hai, người sống sót hơn 100 năm trước đều ở địa vị cao, những người đó đối với chuyện này có thái độ thế nào? Ani trả lời, vấn đề thứ nhất không cần nghi ngờ, đám cao tầng các tổ chức lớn tự có phương pháp xác nhận. Về phần vấn đề thứ hai, cô vẻ mặt rối rắm, muốn nói lại thôi. Thấy bộ dáng này của cô, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đấu tranh chính trị. Giải thích phúc trí tâm linh là một thành ngữ Trung Quốc, diễn tả tư duy linh hoạt và hành động thích hợp của một người khi gặp thời cơ. Hết giải thích, tốt xấu gì là theo Phó Thanh Dương lăn lộn, mưa dầm thấm đất, hắn ít nhiều cũng tích lũy chút kinh nghiệm cùng ánh mắt phương diện đấu tranh. Chuyện giáo hội năm đó bị diệt có ẩn tình khác, kẻ tham dự nay ở trong các tổ chức hợp pháp lớn đang có địa vị cao. Lại liên tưởng đến tổ chức hợp pháp nước ngoài đuổi theo không bỏ đối với Minh Vương. Rõ ràng dễ thấy, trong tổ chức hợp pháp có người muốn thông qua Minh Vương, lật đổ những người ở địa vị cao kia. Đây là một cuộc đấu tranh nội bộ. Minh Vương ở trong đó sắm vai nhân vật nhân chứng. Andy cười khổ một tiếng, tôi cũng cho rằng như vậy. Trương Nguyên Thanh lười biếng ngồi tựa ở trên gối mềm, lâm vào trầm mặc thật lâu. Trong phòng khách tràn đầy yên lặng, Andy mím môi, quan sát vẻ mặt của hắn, chủ động mở miệng nói, tôi biết, chuyện này có chút phức tạp, nhưng phải thêm tiền. À, Trương Nguyên Thanh nhìn cô nàng phương Tây, tăng thêm giọng điệu, tôi nói, phải thêm tiền. Ani bị phương thức ra bài không theo lẽ thường này của hắn đánh không kịp trở tay, vừa vui vẻ vừa ngây dại. Ngây ra vài giây mới nói, được, tôi sẽ phản hồi yêu cầu của cậu cho tổng bộ, giá ngài mong muốn là bao nhiêu. Điểm cùng tiền thưởng tăng gấp đôi. Trương Nguyên Thanh công phu sư tử ngoạm. Ani đảo mắt như giang lạc, giống như đang suy tư, lấy tầm quan trọng của Minh Vương, tổng bộ hiệp hội hẳn là sẽ đáp ứng. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tôi chờ tin tức của cô, mặt khác, có tổ chức máu thịt của Minh Vương không? Ani lắc đầu, có tình báo mới nhất của hắn không? Không có, chỉ biết hắn ở nửa tháng trước lẻn vào Trung Quốc, có khả năng là thủ thuật che mắt. Hắn thật ra đã rời khỏi Trung Quốc hay không? Quốc gia xung quanh đều là cơ sở ngầm của thiên phạt, tôi cảm thấy khả năng hắn rời khỏi Trung Quốc không lớn. Không có hành tung, không có tình báo, không có tổ chức máu thịt, vậy chẳng phải là biển rộng tìm kim. Trương Nguyên Thanh học hạ Hầu Ngạo Thiên sờ sờ cằm, tôi biết rồi, nếu không có chuyện khác, tôi đi về trước, có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Hắn bắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế dựa lưng, giơ tay lên, búng ngón tay tách, tiêu tán trong ánh sao dâng lên. Ani mở miệng ngập ngừng, có chút nhụt chí ải một tiếng, đi thực quyết đoán. Vịnh Phó gia, thư phòng lớn. Trương Nguyên Thanh đáp ứng tuyệt không tiết lộ ra ngoài, đang sôi nổi thảo luận chuyện cũ của giáo hội với Phó Thanh Dương. Cho nên, ngay cả Phó gia cũng không biết quá trình giáo hội bị diệt. Phó Thanh Dương lắc đầu, giáo hội là kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất bị diệt, Phó gia là chiến tranh thế giới thứ hai mới xuất hiện thế, cách ở giữa nửa thế kỷ. Tôi trái lại từng nghe nói về giáo hội, nhưng trong ấn tượng, giáo hội chỉ là một tổ chức thời kỳ đầu linh cảnh hành giả sinh ra sáng lập.
tựa như những người nổi tiếng hot trên mạng ngắn ngủi lướt qua phía chân trời, không có gì quan trọng. Nhưng bây giờ xem ra, chân tướng giáo hội bị diệt không đơn giản nha. Tôi cảm thấy chính là bánh ngọt một lần nữa phân chia. Trương Nguyên Thanh nói, giáo hội thống trị cái niên đại thảo mãng kia, nhưng theo linh cảnh hành giả tăng nhiều, theo cấp bậc mọi người đề cao. Kẻ có dã tâm ùn ùn không dứt, mọi người không cam lòng bị giáo hội thống trị nữa, vì thế thừa dịp đại chiến thế giới thứ nhất, thừa dịp thời cuộc dung chuyển, hợp pháp cùng tà ác liên thủ lật đổ giáo hội, tổ chức hợp pháp nước ngoài, chính là ở thời đại đó sinh ra. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng nếu chỉ là như vậy, hôm nay cậu sẽ không nhận được nhiệm vụ bắt Minh Vương. Khuôn mặt anh Tuấn của Phó Thanh Dương tràn ngập nghiêm túc, kẻ địch cậu phải đối mặt không chỉ là Minh Vương, còn có những kẻ muốn Minh Vương kia. Dù sao không phải nhiệm vụ linh cảnh, tôi lượng sức mà làm, không hoàn thành cũng không sao cả. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai. Phó Thanh Dương nghĩ một chút, nói, tôi phải cho cậu cái nhắc nhở, sau khi bắt được Minh Vương, đừng hỏi nhiều, nếu lỡ tay giết hắn, đừng hỏi linh. Chuyện này quan hệ với cậu không lớn, không cần thiết cuốn vào trong đó. Nhân quả của cậu đã đủ nhiều, đừng trêu chọc thế lực nước ngoài nữa. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1866, Giáo hội hơn 100 năm trước ba. Nhưng cái này cũng là thóp, lão đại không muốn. Nếu tôi là nhậm chức ở Thiên Phạt, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đã rõ. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đúng rồi, tôi nghe Rio Asano nói, chấp hành quan cấp 1 của Thiên Phạt. Sắp tới sẽ dẫn đội tới Nhật Bản thăm hỏi, nghe ý tứ trong lời nói của cô ấy, quan phương chúng ta cùng Thiên Phạt lại nổi lên xung đột rồi. Không có chuyện này, Phó Thanh Dương nói. Nói xong, hai người đồng thời phản ứng lại, nhìn nhau một cái. Trương Nguyên Thanh hắc một tiếng, thú vị rồi. Tổ chức Thiên Phạt chỉ sợ là ý không ở trong lời nha, chẳng qua so sánh với chuyện này, phân bộ Giang Hoài sáng nay gọi điện tôi, hỏi cậu có từ trong linh cảnh đi ra hay không. Phó Thanh Dương trầm ngâm nói, Hạ Hầu Ngạo Thiên kia, cậu bảo hắn đến Tùng Hải một chuyến, tôi bàn việc làm ăn với hắn. Thừa dịp cơ quan thuật cơn gió đông này, giúp cậu giải quyết chuyện bàn xoay âm dương. Hắn bị lão tổ tông Hạ Hầu ra treo lên trời rồi. Trương Nguyên Thanh thở dài, nói đơn giản về tính cách ác liệt của Hạ Hầu Ngạo Thiên, tôi cảm thấy rất tốt, chữa bệnh trung nhị một chút cũng không sai. Giải thích từ trung nhị, đôi khi còn được gọi là hội chứng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi tin hay hoang tưởng tuổi dậy thì. Hết giải thích, Phó Thanh Dương nghe xong, lạnh lùng đánh giá, lại là tên rác rưởi. Ở trong mắt anh ai mà không rác rưởi? Trương Nguyên Thanh cúi đầu, yên lặng lẩm bẩm một câu. 3 rưỡi chiều, trợ lý của Hoàng Thái Cực đến Tùng Hải, đưa tới chăn bông song tu, cũng mang đi tức nhưỡng cùng bao tay thú vương. Chăn âm dương hợp hoan là tơ lụa dệt thành, trọng lượng thậm chí so với chăn điều hòa còn nhẹ hơn. Trương Nguyên Thanh ôm đạo cụ mới yêu thích không buông tay vuốt ve, hận không thể lập tức tìm người thể nghiệm hiệu quả song tu, bất đắc dĩ là Quan Nhã đang ở phó bản, đói mà không có cái ăn. Trương Nguyên Thanh buổi chiều rút thời gian rảnh trở về nhà bà ngoại một chuyến, mua quà cho ông ngoại bà ngoại dì trẻ cùng với cả nhà cậu, ăn xong bữa tối bị cậu kéo đi nhảy ở quảng trường. Cậu là thú cưng mới của các bác gái nhảy múa quảng trường, dùng lời của cậu mà nói, cậu chỉ dùng 3 ngày, đã dựa vào kỹ thuật nhảy siêu phàm thoát tục chinh phục các dì các cô trong phạm vi 10 dặm. Cậu lôi kéo Trương Nguyên Thanh, gặp ai cũng nói đây là y bát truyền nhân của tôi, kế thừa vẻ đẹp cùng tài hoa của tôi, không tin bảo hắn hiến dâng một điệu nhảy cho mọi người. Vì thế Trương Nguyên Thanh liền dùng kỹ thuật nhảy siêu phàm thoát tục kinh diễm một đám đông các bác gái các bà dì. Trên đường về nhà, cậu mặc quần bó sát âu phục màu rượu vang, dùng sức vỗ bả vai y bát truyền nhân, cháu cũng là có bạn gái rồi. Bằng không tối nay nhảy vậy, việc lớn cả đời của cháu liền giải quyết rồi, các bà dì hận không thể mang con gái giới thiệu cho cháu. Trương Nguyên Thanh nói, cái này lại không xung đột, cháu có thể đã có vợ lại có bạn gái. Cậu nói, ồ, cháu thế này, cũng không giống cậu, chúng ta một chi này đối với tình yêu là rất trung trinh. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, cậu năm đó khi vào quán gội đầu giúp đỡ các dì xinh đẹp cũng không phải là nghĩ như vậy. Vậy cháu giống ai? Hắn hỏi. Cậu nói, giống người cha kia của cháu, cha cháu chính là lãng tử phong lưu, cưới mẹ cháu còn chưa đủ,
luôn thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm. Mỗi lần hắn không tuân thủ nam đức, cậu liền đánh hắn, hắn liền quỳ xuống nói, anh vợ đừng đánh nữa, em nhất định đối đãi Trần Thục thật tốt. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ thôi đi, chỉ cái kỹ thuật nhảy mèo ba chân đó của cậu, đánh một vị chúa tể đỉnh phong. Đêm đó liền ở lại nhà bà ngoại, chơi game với dì trẻ đến nửa đêm, hôm sau, hắn lại gọi điện cho Hạ Hầu Ngạo Thiên, thế mà kết nối được rồi. Nhân vật chính, nghe nói anh bị lão tổ tông treo trên trời. Sao lại thế chứ? Trương Nguyên Thanh nghe điện thoại di động, cô nén ý cười hỏi, đó là lão tổ tông đang thưởng cho tôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên hầm hừ, tôi nói với lão tổ tông, bản nhân vật chính đã cấp 6, ông hối hận việc năm đó hay không? Lão tổ tông tỏ vẻ rất hối hận, cùng khen, các hạ sao không cưỡi gió lên, như diều gặp gió 9 vạn dặm. Sau đó liền đưa tôi lên trời. Ngạo Thiên huynh, chúng ta là đồng môn nha. Hả? Giọng điệu chém gió của anh, cực kỳ giống cậu của tôi, anh là quan môn đệ tử của hắn đi. Được rồi, không nói lời thừa với anh nữa, đến Tùng Hải một chuyến, Phó Thanh Dương muốn tìm anh bàn bạc một vụ làm ăn lớn, huynh đệ tôi biết anh thiếu tiền, chuyên môn tranh thủ cơ hội cho anh, mau qua đây. Hạ Hầu Ngạo Thiên như đối mặt đại địch nhìn chằm chằm người đàn ông sau cái bàn rộng rãi, hắn thu hồi cái cằm kiêu căng, cô đọng ánh mắt không ai bì nổi, thẳng sống lưng lên. Hắn không thể không thừa nhận, hôm nay, hắn, Hạ Hầu Ngạo Thiên, đã gặp một kình địch có thể xưng là cường đại. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1867, Làm ăn 1. Phòng sách hào hoa xa xỉ như cung điện, đồ gia dụng khắp nơi lộ ra hơi thở tiền tài, thảm mềm xốp đến khó lấy tưởng tượng, trên bàn bày đồ ngọt thoạt nhìn cũng rất ngon và rượu đắt đỏ. Ở trên tiền tài, Hạ Hầu Ngạo Thiên thua, thua tâm phục khẩu phục. Ở trên dung mạo, hắn tự nhận xuất sắc, ngũ quan tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, dưới tình huống mặt mộc, so với các tiểu sinh lưu lượng mỗi ngày được gọi là ca ca kia mạnh hơn vài cấp bậc. Nhưng quan sát người đàn ông này khoảng cách gần, Hạ Hầu Ngạo Thiên lần đầu ở trên giá trị nhan sắc mất đi lòng tin. Thấy khuôn mặt anh tuấn đến mức không tì vết kia của đối phương là kiệt tác thượng đế tự tay điêu khắc. Ở trên khí chất, đối phương ngồi ở bên bàn chuyên dụng sang trọng đắt đỏ, tựa như tổng thống trong Nhà Trắng. Mặc âu phục màu trắng phẳng phiu có sự nghiên cứu, sau lưng treo tranh chân dung bản thân chiếm cứ nửa bức tường. Thật ứng với câu nói kia, trang bức như phong, thường bạn nhữ thân, hay cho một vị tiền công tử. Hạ Hầu Ngạo Thiên thở dài một tiếng, vừa gặp mặt đã giao oai phủ đầu với tôi, là Hạ Hầu Ngạo Thiên tôi thua. Tôi thừa nhận, giai đoạn này mà nói, tôi cùng với anh có một chút chênh lệch bé nhỏ không đáng kể như vậy, nhưng anh đừng có đắc ý. Chính cái gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo, một gã bán thần trước đó khinh tôi, đã ở nhà tổ tự bế sám hối. Bây giờ bắt đầu đàm phán làm ăn đi, rất tiếc nói cho anh, tôi sẽ không bị dọa. Nhìn người trẻ tuổi đối diện, trong ánh mắt Phó Thanh Dương hiện lên một mảng hoang mang cùng mờ mịt, trẻ trâu khó có thể lý giải, tự đại không giảng đạo lý, kiêu ngạo như tự mình thôi miên. Các tâm lý cùng cảm xúc này ở dưới, thuật quan sát, nhìn một cái không sót gì. Nhưng chính bởi vì chân thật, Phó Thanh Dương mới cảm thấy không chân thực. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ trong vẻ mặt cùng ánh mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên thấy được phẫn nộ, thấy được ý chí chiến đấu, thấy được hưng phấn, thấy được khuất nhục, thấy được không cam lòng. Hắn chỉ chào hỏi với đối phương lại ở trong lòng suy diễn một bộ phim truyền hình yêu hận tình thù ít nhất 40 tập. Trên thế giới thực có loại kỳ cục này sao? Ánh mắt Phó Thanh Dương khẽ động, áp chế hoang mang cùng mờ mịt trong lòng, duy trì tư thái cao ngạo lạnh lùng, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho tôi biết. Cậu ở trong tòa thành cơ quan của Mạc Tông đạt được một quyển bí tịch cơ quan thuật, đó là một quyển bí tịch vẽ rất nhiều bản vẽ cơ quan tạo vật. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhìn về phía Trương Nguyên Thanh bên bàn, tức giận nói, sao cậu có thể phản bội tôi? Chúng ta chính là người của một bang phái. Thế này sao có thể gọi là phản bội chứ? Đây là hợp tác nha, anh bây giờ có kỹ thuật trung tâm, nhưng thiếu tiền, anh phải huy động vốn nha. Trương Nguyên Thanh hướng về Phó Thanh Dương làm ra động tác nâng tay, tiền công tử của chúng tôi, bằng lòng làm người đầu tư thiên sứ của anh. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt không tin đánh giá hai người, nghĩ một chút, hồ nghi nói, các người có phải ở ngoài phòng sách sắp xếp 300 đao phủ,
chỉ cần tôi từ chối, liền đập chén ra hiệu, lao vào xử lý tôi phải không? Không có không có, ngoài phòng sách không có đao phủ, chỉ có em gái tai thỏ eo nhỏ chân dài mặt đẹp. Trương Nguyên Thanh nói, vi, xa hoa hưởng lạc cùng cực. Hạ Hầu Ngạo Thiên ghen tị đến mức chất bích phân ly. Giải thích câu chất bích phân ly là một từ thông dụng trên Internet, ban đầu là một danh từ trong y sinh học, có nghĩa là tế bào thực vật tách nguyên sinh chất ra khỏi thành tế bào do mất nước, trong không bào, và là một từ trên Internet, nó đại diện cho một sự méo mó và xấu xí, ở đây có thể hiểu là ghen tị tới méo mó mặt mũi. Hết giải thích, chờ anh cùng Tiền công tử hợp tác đạt thành, anh cũng có thể xa hoa hưởng lạc cùng cực như vậy. Trương Nguyên Thanh nối tiếp vô cùng mượt. Hạ Hầu Ngạo Thiên vừa nghe, có chút chờ mong sờ cằm, tôi không cần em gái tai thỏ, tôi muốn tiểu ngự tỷ mặc tất dài có đai đeo. Khóe miệng Phó Thanh Dương hơi run rẩy, lạnh lùng nói, phòng sách của tôi không phải nơi các người thảo luận phong hoa tuyết nguyệt. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Hạ Hầu Ngạo Thiên, chúng ta có thể hợp tác, cậu làm xưởng sản xuất, tôi làm quản lý, nguyên vật liệu chế tác cơ quan do tôi cung cấp, cậu chỉ phụ trách gia công, chế tác. Tôi đến phụ trách tiêu thụ, cũng chỉ có thể do tôi tiêu thụ, cậu không thể có nhà phân phối chi nhánh khác, không thể tiết lộ bí tịch cơ quan thuật cho bất luận kẻ nào, bao gồm Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhún nhún vai, nhưng tôi đã tiết lộ bí tịch cơ quan thuật cho Hạ Hầu gia. Cái gì? Trương Nguyên Thanh chấn động, Phó Thanh Dương lại vẻ mặt chấn định, tiết lộ bao nhiêu? Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1868, làm ăn 2. Không hổ là thám báo, thế mà chưa dọa được anh. Hạ Hầu Ngạo Thiên nâng cằm lên, tôi dùng một tờ con rối hình người cấp thấp nhất xóa nợ ở gia tộc, nó hiển nhiên không đáng giá 150 triệu. Nhưng thúc công nói bằng lòng trả giá vượt mức cho tôi, nói trắng ra chính là muốn bản vẽ cơ quan tiếp theo, mà tôi cũng càng có khuynh hướng hơn bán bản vẽ cho gia tộc. Trương Nguyên Thanh vội nói, hồ đồ nha, anh sao lại hồ đồ giống như Tôn trưởng lão, gia tộc phát triển nào có quan trọng bằng bang phái phát triển. Hạ Hầu Ngạo Thiên hừ nói, khẳng định là gia tộc phát triển quan trọng. Gã này ngoài ý muốn có não vậy. Trương Nguyên Thanh không khỏi nhíu mày, quả thật, gia tộc phát triển khẳng định quan trọng hơn bang phái phát triển, cho dù Hạ Hầu Ngạo Thiên không được trưởng bối gia tộc thích. Nhưng đặc điểm của linh cảnh thế gia, định sẵn chủ yếu là tộc nhân có huyết thống, thì nhất định sẽ được che chở cùng ân huệ. Nhất định chỉ cần không phải a đầu, cho dù bị chán ghét nữa, chỉ cần thực lực đủ, gia tộc nhất định sẽ ủy quyền. Trước mắt mà nói, tác dụng của người chết trở về còn chưa lớn như vậy. Phó Thanh Dương không nhìn lời nói của Hạ Hầu Ngạo Thiên, bình tĩnh kể quy hoạch của mình. Tôi tính lấy danh nghĩa bang phái người chết trở về, thành lập một công ty. Sau đó lấy thân phận kẻ nắm giữ công ty nói chuyện hợp tác với Thái Nhất Môn, Ngũ Hành Minh, trở thành xưởng cung ứng cơ quan vũ khí của hai tổ chức chính phủ. Chờ hợp tác ổn định với quan phương, tôi sẽ mở rộng nghiệp vụ đến linh cảnh thế gia, tổ chức dân gian dựa lưng vào quan phương, bọn họ về sau đều sẽ từ chỗ chúng ta lấy hàng. Kiếm lấy lợi nhuận, chúng ta chia 4-6, cậu 4, tôi 6. Phó Thanh Dương nhìn Hạ Hầu công tử, bây giờ chúng ta bàn bạc lại, là gia tộc phát triển quan trọng hay là bang phái phát triển quan trọng? Hạ Hầu Ngạo Thiên thanh âm vang dội, vẻ mặt kiên quyết, bang phái phát triển quan trọng. Gã này cho quá nhiều, Hạ Hầu Ngạo Thiên không thể không khuất phục, hắn không có tiền không có tài nguyên. Hoặc là mang cơ quan bí tịch lấy giá cao bán cho gia tộc, hoặc là giống với Phó Thanh Dương, lấy danh nghĩa gia tộc thành lập một công ty. Hắn nhiều nhất chính là CEO trong công ty, tuyệt đối không có khả năng có 40% cổ phần. Gia tộc nhiều xí nghiệp như vậy, không có bất cứ cá nhân nào có được trên 10% cổ phần, chính gia chủ cũng không có. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu, biệt thự cách vách tôi đã mua, dùng làm nhà xưởng chế tạo cơ quan thuật, cậu bây giờ là người phụ trách nhà xưởng, quay đầu tôi sẽ sắp xếp một đám học sĩ tới đây. Do cậu quản lý bọn họ, một ít bộ kiện không tính là trung tâm, liền giao cho bọn họ đi chế tạo. Nói tới đây, Phó Thanh Dương nhắc nhở, thân là nhân vật chính, cậu cần đoàn đội cùng tiểu đệ, nơi này là bước đầu tiên Hạ Hầu Ngạo Thiên cậu vang danh thiên hạ, trở thành sánh vai Lỗ Ban, Mặc Tử. Sức sát thương của câu này không thua gì Quan Nhã nói với Trương Nguyên Thanh, lão gia, em về sau mỗi tháng đều nạp thiếp cho anh. Mắt Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên sáng lên,
nở rộ ra sắc thái phấn chấn cùng kích động. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đuổi đi Hạ Hầu Ngạo Thiên, Phó Thanh Dương nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói, trong 40% cho hắn, tôi sẽ ở trên hợp đồng viết rõ 5% trong đó làm quỹ cho bang phái các cậu vận chuyển. Nhưng tôi sẽ không nói ở bây giờ, chờ hắn ổn định, tôi sẽ nói cho hắn, từ chối đóng góp cổ phần thuần kỹ thuật, hắn phải vét sạch tích tụ đầu tư đến trong sản xuất nhóm cơ quan vũ khí đầu tiên. Chờ chi phí chìm tích lũy đến trình độ nhất định, ta sẽ cắt cổ phần của hắn. Một người có được 40% cổ phần, không thích hợp công ty phát triển lâu dài, cậu cảm thấy cắt đến bao nhiêu thích hợp? 30% đi, quá ít hắn sẽ tạo phản, đến lúc đó tôi rất khó dỗ. Trương Nguyên Thành nói. Phó Thanh Dương gật gật đầu, lại nói, tôi sẽ lấy ra 10% cổ phần tặng cậu. Cậu có thể mời một ít người tin được đóng góp cổ phần, ví dụ như vị mẹ vợ làm không chu đáo kia của cậu. Bà ấy mấy năm gần đây làm ăn cũng không tốt. 10% cổ phần tương lai phải bao nhiêu tiền nha? Trương Nguyên Thanh cúi đầu vái ngay, đa tạ lão đại. Lý Thuần Phong đeo ba lô hai vai, mang theo Dương hành lý, yên lặng ra khỏi phòng. Phòng khách, trên sofa, hai người đẹp một lớn một nhỏ, mặc quần đùi chia sẻ đồ ăn vặt kinh ngạc nhìn qua. Tạ Linh Hy kinh ngạc nói, Lý Thuần Phong anh muốn nghỉ làm sao? Nữ vương cũng nhìn qua, vẻ mặt mờ mịt lại không nỡ. Làm học sĩ, tác dụng của Lý Thuần Phong ở trong tiểu đội không thể thay thế khi chấp hành nhiệm vụ quấy nhiễu tín hiệu của kẻ địch, định vị vị trí của kẻ địch, quấy nhiễu camera theo dõi của quân địch vân vân, nghiễm nhiên thành hậu thuẫn kiên cường của tiểu đội. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1869, làm ăn bà. Mà ở trong sinh hoạt, hắn chẳng những biết sửa máy tính, sửa điều hòa, thay bóng đèn, sửa máy giặt, còn có thể vượt tường lửa đến mạng Internet bên ngoài chụp lại tình báo thú vị. Chứ không biết đánh nhau, hầu như là tiểu trợ lý toàn năng. Thân thể học sĩ sánh vai đoàn đội, không phải nghỉ làm, tạm thời điều chuyển công tác mà thôi. Lý Thuần Phong chỉ bên ngoài, phó trưởng lão mua biệt thự lớn phía sau chúng ta, muốn cải tạo nó thành nhà xưởng cơ quan vũ khí, tôi bị điều đến bên đó. Cái này chẳng khác nào nghỉ làm sao. Tạ Linh Hy nhíu lại hàng lông mày nhỏ, vậy anh về sau không phải người của đội chúng ta nữa. Lúc không có nhiệm vụ, tôi sẽ ở bên kia vặn ốc, khi có nhiệm vụ, tôi sẽ cùng nhau có mặt với các người. Lý Thuần Phong nói, nữ vương cùng Tạ Linh Hy trợn mắt cứng lưỡi, phát rồ như thế. Cái này không được, cái này không phải bắt anh làm gia súc sao. Lý Thuần Phong nghe vậy, lộ ra vẻ mặt rối rắm, cuối cùng là khuất phục, thanh âm trống rỗng nói, tôi vốn là từ chối, cái này không phù hợp tiết tấu sinh hoạt của tôi. Sẽ làm chất lượng cuộc sống của tôi rơi đến đáy vực, nhưng phó trưởng lão nói, sau tiền lương hắn cho thêm quá nhiều số không rồi. Lý Thuần Phong ngồi ở trong đại sảnh lầu một biệt thự, mờ mịt nhìn sổ. Tay nhân viên trong tay, so với nói là sổ tay, thật ra chính là một tờ giấy đóng dấu. Ngẩng đầu là sổ tay nhân viên phòng kỹ thuật người chết trở về. Bên trên bày ra 30 hạng mục chú ý, nhưng đều rất thái quá. Ví dụ như điều thứ nhất, Hạ Hầu Ngạo Thiên là lãnh đạo phòng kỹ thuật, cũng là lãnh đạo duy nhất. Lại ví dụ như điều thứ hai, xin nhớ kỹ Hạ Hầu Ngạo Thiên là học sĩ có trí tuệ nhất từ xưa đến nay, xin có kính ý thật cao đối với hắn, gặp mặt phải cung kính ân cần thăm hỏi. Lại ví dụ như điều thứ sáu, ở phòng kỹ thuật, xin nhớ kỹ mọi thứ Hạ Hầu Ngạo Thiên nói đều là đúng, nếu bạn có ý kiến phản đối, vậy nhất định là bạn sai rồi. Lại hoặc là điều thứ 19, Hạ Hầu Ngạo Thiên cực kỳ quan tâm yêu thương cấp dưới, mỗi thứ bảy sẽ mở lớp giảng bài, truyền thụ ý nghĩa cao thâm của nghề nghiệp học sĩ cùng tri thức uyên bác như biển, cho nên ở mỗi thứ bảy về sau, xưng hô hắn, hiệu trưởng. Cái này tính là ý gì, vị trưởng phòng kỹ thuật mới tới này là muốn chơi trò sùng bái cá nhân sao? So với nói là sổ tay nhân viên, chẳng bằng nói là điều lệ tẩy não. Tôi là đến làm việc, không phải tới bán thân. Lý Thuần Phong thiếu chút nữa hoài nghi mình đã vào ổ bán hàng đa cấp. Xem vẻ mặt của anh, tựa như không quá hài lòng đối với điều lệ chế độ của phòng kỹ thuật chúng ta nha. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngồi nghiêm chỉnh, giọng trầm thấp. Nay hắn coi như là lãnh đạo, chỉ huy ngành quan trọng nhất của bang phái, công ty lớn tương lai giá trị thị trường mấy trăm tỷ, boss phải có uy nghi và khí phái của boss.
Lý Thuần Phong thầm nhủ đây đều là những thứ lộn xộn gì vậy, tôi khẳng định không hài lòng, công việc này tôi không làm nữa. Đang muốn từ chối phần office này, điện thoại di động tinh một tiếng. Hắn cầm điện thoại di động lên xem, là Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi. Tin nhắn tới, nội dung là, thằng cha này đầu óc không quá nhanh nhạy, về sau đừng quan tâm hắn là được, làm cho tốt, phó trưởng lão nói phát cho anh một chiếc xe, một tài xế. Lý Thuần Phong nhìn chằm chằm tin nhắn, nghiêm túc đọc vài lần, yên lặng triển lãm tin nhắn ở điện thoại di động cho Hạ Hầu Ngạo Thiên, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn gửi cho tôi. Dựa theo điều thứ hai của sổ tay nhân viên, phải bảo trì kính ý cao nhất đối với Hạ Hầu lãnh đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn phỉ báng lãnh đạo như thế, tôi là kẻ đầu tiên không tán đồng. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghiêm nghị kính trọng, đứng lên, vươn tay, đồng chí tốt, Lý Thuần Phong, lãnh đạo tốt. Hạ Hầu Ngạo Thiên vui vẻ dẫn Lý Thuần Phong đi thăm nơi làm việc, đại sảnh lầu một phá toàn bộ vách tường, chỉ để lại cột chịu lực, tăng thêm ao làm mát, phòng thí nghiệm, máy CNC, máy in 3D các thiết bị. Những thứ này đều là thiết bị cơ sở nhất. Chế tạo đạo cụ không cần những thứ này, nhưng chế tác cơ quan vũ khí, thiết bị công nghiệp hiện đại hóa tuyệt đối là vũ khí sắc bén. Lầu 2 là phòng công cụ, có công cụ hoàn chỉnh đầy đủ nhất. Nếu tài liệu đủ, bạn thậm chí có thể ở nơi này chế tạo một chiếc xe thể thao. Nhưng Lý Thuần Phong đối với những thứ này cũng không có hứng thú, thiết bị tốt nữa cũng là kết quả của công nghiệp hiện đại mà thôi. Lãnh đạo, phó trưởng lão bảo tôi tới chế tác cơ quan vũ khí, nhưng đi một vòng rồi, trong nhà xưởng tất cả đều là vật phàm. Lý Thuần Phong nhíu mày, lò luyện đâu? Tôi chưa thấy lò luyện mấu chốt nhất. Luyện khí cũng tốt, chế tác cơ quan vũ khí cũng tốt, đều không tách rời hai thứ trung tâm nhất. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1870, ngầm chiếm một. Một là bản vẽ, hai là lò luyện. Bản vẽ nghĩ hẳn không cần hắn quan tâm, nhưng lò luyện hắn chưa thấy, nơi này là nhà xưởng, lại không có lò luyện. Chỉ chờ câu này của anh, Hạ Hầu Ngạo Thiên học Nguyên Thủy Thiên Tôn búng ngón tay, đi theo tôi. Hắn dẫn Lý Thuần Phong trở lại lầu một, đứng ở trong rãnh bát giác bên cạnh ao làm mát, trước mặt vị học sĩ này, lấy ra một cái lò đồng xanh cao bằng nửa người. Thân lò điêu khắc ác thú giống như đầu dê. Xem thuộc tính một chút, Hạ Hầu Ngạo Thiên kiêu ngạo hất hàm. Hắn chờ mong tiểu học sĩ này sau khi xem xong thuộc tính của lò, lộ ra kích động hưng phấn, sau đó càng thêm kính ngưỡng đối với hắn vị lãnh đạo này. Lý Thuần Phong tò mò vươn tay, đặt lên thân lò, vài giây sau, hắn lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, thứ tốt. Thứ tốt, Hạ Hầu Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt bất ngờ, nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong, chỉ có vậy. Cấp chúa tể đó, đây là đạo cụ cấp chúa tể đó. Cậu không quỳ trước nó một cái, có xứng đáng với cấp bậc của nó, bằng không thế nào. Lý Thuần Phong nghĩ một chút, nói, ồ, nói tới, thuộc tính của cái lò này rất giống một món đạo cụ loại quy tắc tôi từng gặp, đạo cụ đó tên là Bách Luyện Rong Lồ. Nói xong, hắn thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên đột nhiên ôm ngực, một tay khác chống ở đỉnh lò, khuôn mặt tuấn tú hung hăng run rẩy, một bộ dáng mắc bệnh tim. Lãnh đạo làm sao vậy? Lý Thuần Phong chấn động. Hạ Hầu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, không có việc gì, chỉ là bỗng nhiên tim đau thắt. Hôm sau, buổi sáng, Phó Thanh Dương triệu hồi cấp dưới Tâm Phúc đến phòng sách, đi thẳng vào vấn đề nói, tôi đã hướng tổng bộ cùng phân bộ Giang Hoài gửi mail. Nói cậu đã đánh mất bàn xoay âm dương, cậu chuẩn bị một phen, không cần bao lâu, tổng bộ hẳn là sẽ phái người tới dò hỏi tình huống. Tinh thần Trương Nguyên Thanh chấn động, trầm ngâm nói, lão đại hy vọng tôi có thái độ. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, cười lạnh nói, bảo cậu ôn hòa, hiền lành cung kính tiết kiệm, bảo cậu ngoan ngoãn nghe lời, bảo cậu hủy đi phản cốt, bảo cậu lúc bật lại tổng bộ thập lão cân nhắc rồi mới làm, cậu làm được sao? Trương Nguyên Thanh nhất thời có chút xấu hổ. Phó Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, cậu tùy ý phát huy là được. Lão đại, giọng điệu của anh tựa như cha mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, sau đó vào ngồi ở khu tiếp khách, hưởng dụng bánh ngọt nấm cục đen, thịt chân giò hun khói, kèm các đồ ăn vặt nhỏ trên bàn trà thủy tinh. Mấy thứ này đều là tiêu chuẩn của khu tiếp khách, cho dù không có khách, cho dù tiền công tử không ăn, em gái tai thỏ cũng sẽ đổi mới mỗi ngày. Tiền công tử không sợ lãng phí, tiền công tử cần thể diện.
Ước chừng 2 giờ sau, cửa phòng rầm một tiếng bị đá văng, một người trung lão niên hai bên tóc mai hoa râm xông vào. Người trung lão niên này mặc trang phục trường hợp chính thức màu đen, mặt vuông, râu sồm, hai bên khóe miệng hơi rủ xuống, nếp nhăn ở mi tâm cùng nếp nhăn nơi khóe mắt khắc sâu, khí chất cứng rắn nghiêm túc. Cực kỳ giống thám tử cảnh sát cẩn thận tỉ mỉ Thiết Diện Vô Tư trong truyện tranh. Chính là trưởng lão phân bộ Giang Hoài, ID Linh Cảnh Cảnh Tham, đại đội trưởng văn phòng cảnh sát Giang Hoài trước đây. Phía sau Cảnh Tham trưởng lão là người trung niên mặc trang phục chính thức, đeo mắt kính gọng vàng, khí chất ôn hòa. Thư ký của đại trưởng lão tổng bộ Đế Hồng, Phó Thanh Dương, cậu làm cái quỷ gì? Lão Cảnh Tham sải bước đi đến, trực tiếp không nhìn Trương Nguyên Thanh, trừng mắt nhìn Phó Thanh Dương sau bàn, quát, bàn xoay âm dương của lão từ đâu? Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn nguy nga, mặt không đổi sắc. Cảnh Tham trưởng lão, nghe nói ông lúc trẻ tuổi tính cách kiên cường, công chính không sợ hãi, làm trưởng lão nhiều năm như vậy, nên sửa lại tính tình chút, một món đạo cụ giai đoạn thánh giả mà thôi, đã tính là cái gì? Lời này rõ ràng đã tạo ra tác dụng trái ngược, trên trán Cảnh Tham trưởng lão nổi gân xanh, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, một món đạo cụ giai đoạn thánh giả mà thôi. Được, Phó Thanh Dương cậu là có đạo cụ, hôm nay không giao ra bàn xoay âm dương, vậy đền một món đạo cụ phẩm chất tương đương, bằng không đừng mơ được yên. Bàn xoay âm dương là đạo cụ cực phẩm giai đoạn thánh giả, là pháp bảo trấn bộ của phân bộ Giang Hoài. Nói không chút khoa trương, kẻ địch dưới cấp chúa tể, chỉ cần mang theo đạo cụ này, cơ bản có thể xử lý, có thể xưng thần khí chiến lược. Mà ở cấp chúa tể, đối mặt kẻ địch cấp 7, bàn xoay âm dương cũng có thể tạo được tác dụng suy yếu không tệ. Đạo cụ quan trọng như thế, một câu đánh mất ở trong phó bản đã muốn giấu đi. Phó Thanh Dương im lặng không nói, chỉ là nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, người sau ngầm hiểu, nuốt bánh ngọt, đứng dậy nói, cái đó có quan hệ gì với phó trưởng lão? Đồ là tôi đánh mất, tôi đền là được. Các bạn vừa nghe xong tập 187 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.